Con xin kính chào cộng đoàn, con xin được đọc một bài chia sẻ với tựa đề Điều gì đã xảy ra với 12 vị tông đồ? Điều gì đã xảy ra với 12 vị tông đồ? Philippe phục vụ các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp. Jacob trở thành giám mục đầu tiên của Jerusalem. juda Tadeo được tôn kính là tông đồ của người Armenia. Ở phần cuối của phúc âm Matthew trước khi mô tả việc Chúa Giêsu lên trời, Thánh sự trình bày lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ vậy. Các người hãy đi làm cho muôn dân trở thành mô đệ Matthew chương 28 câu 19 đến 20 Như đã thấy trong sách công vụ và trong nhiều tác phẩm truyền thống khác của Kitô Tô giáo Ngụy thư hay không Khi nhận được lệnh truyền của Chúa là đi khắp thế gian rao giảng tin mừng Các tông đồ đã không lãng phí thời gian của mình Tất cả các tài liệu các tông đồ ban đầu trình bày, họ ngay lập tức đặt tay vào cày dẫn thân vào công việc khó khăn là gieo hạt giống đức tin ở mọi nơi họ đi qua. Vậy rốt cuộc các ngài đã đi đâu? Các ngài đã thực sự làm cho môn dân nước trở thành môn đệ không? Chúng ta sẽ đi từng vị à, tông đồ một. Thứ nhất, Thánh Phêrô. Theo truyền thống, người ta tin rằng Thánh Phêrô lần đầu tiên đến Antiochia và thành lập một cộng đoàn ở đó. Ngài đã không ở lại đó lâu lắm, nhưng ngài thường được biết đến với tư cách là giám mục đầu tiên của Antiochia. Sau đó, ngài có thể đã đến thăm Corinto trước khi đến Roma. Tại đây, ngài đã giúp thành lập cộng đoàn Kitô giáo và cuối cùng đã tử vì đạo tại hí trường Colosseum. Nero vào khoảng năm 64 sau Công nguyên ở Roma, nhà thờ Thánh Phê-rô ở Vatican được xây dựng trên phần mộ của Thánh Phê-rô. Thánh Andre, sau lễ ngũ tuần nhiều truyền thống cổ xưa cho thấy Thánh Andre anh trai của Thánh Phê-rô, là tông đồ cho người Hy Lạp, người ta tin rằng ngài đã rao giảng cho các cộng đoàn Hy Lạp và đã từ vì đạo tại Patras trên một cây thánh giá hình chữ X. Các thánh tích của ngài cuối cùng đã được chuyển đến nhà thờ Duomo ở Amalfi, Ý. Thánh Giacobbe tiền, tất cả Thánh Giacobbe được Chúa gọi đầu tiên đấy, người gọi trước. Người ta cho rằng Thánh Giacobbe là tông đồ đầu tiên từ vì đạo trong công vụ tông đồ có đoạn viết thời kỳ ấy vua Herod ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh, nhà vua đã cho chém đầu ông Giacobbe là anh ông Gioan. Công vụ chương 12 câu 1 đến câu 2. Ngài qua đời vào năm 44 sau Công nguyên tại Jerusalem nhưng phần mộ của ngài không ở gần vị trí này. Sau khi qua đời thi hài của ngài được chuyển đến Tây Ban Nha và hiện đang được đặt tại Santiago. Phần mộ của ngài là điểm đến của các cuộc hành hương diễn ra trong hàng thế kỷ, gọi là El Camino và vẫn còn phổ biến cho đến ngày nay. Thánh Gioan, tác giả của Phúc âm Gioan và sách Khải Huyền Thánh Gioan tông đồ duy nhất không tử vì đạo. Trong sách Khải Huyền ngài viết từ đảo Patmo Hy Lạp tôi là Gioan, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy tôi đang ở đảo gọi là Patmo vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Khải Huyền chương 1 câu 9. Ngài qua đời vào khoảng năm 100 sau Công nguyên và được chôn cất ở gần Ephesus. Thánh Philippe trong những năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Philippe phục vụ các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp. Người ta biết rất ít về những chuyến đi của Ngài, ngoại trừ việc Ngài đã từ vì đạo vào khoảng năm 80 sau công nguyên. Thánh tích của Ngài được đặt tại vương cung thánh đường các thánh tông đồ Santi As, Apostoli ở Roma. Bartolomeo, người ta biết đến rất ít về những nỗ lực truyền giáo của Thánh Bartolomeo. Nhiều truyền thống khác nhau nói Ngài đã rao giảng ở nhiều khu vực khác nhau. Người ta tin rằng Ngài đã từ vì đạo vì hai cốt của Ngài hiện đang được đặt tại nhà thờ Thánh Bartolomeo trên hòn đảo duy nhất của dòng sông Tibe ở Roma. Thánh Thomas, Thomas, Tô tông đồ đa nghi, Thánh Thomas được biến đến rộng rãi nhờ những nỗ lực truyền giáo ở Ấn Độ. Có một câu chuyện phổ biến về một trong những chuyến đi của ngài tập trung vào việc trở lại đạo của một vị vua địa phương đa nghi. Thánh Thomas mất khoảng năm 72 sau Công nguyên và phần mộ của ngài được đặt tại Milapo, Ấn Độ. Thánh Matthew một trong bốn nhà viết sách tin mừng thánh phạt thều được biết đến nhiều nhất qua phúc âm của ngài ngài đã rao giảng cho các cộng đoàn khác nhau ở địa trung hải trước khi tử đạo ở ethiopia phần mục của ngài nằm trong nhà thờ lớn ở salemo ý thánh jacob hậu các học giả tin rằng Thánh Gia-cô-bê hậu là tác giả của thư Thánh Gia-cô-bê được tìm thấy trong Tân Ước sau khi các tông đồ phân tán và rời khỏi Jerusalem, Thánh Gia-cô-bê vẫn ở lại và trở thành giám mục đầu tiên trong thành phố thánh. Ngài ở đó trong vài thập kỷ cho đến khi bị chính quyền do Thái ném đá cho đến chết và năm 62, một số di tích của ngài có thể được tìm thấy ở Vương cung thánh đường các Thánh Tông đồ Santi Apostoli. Ở Roma, người ta cũng tin rằng phần mộ của Ngài đã được đặt tại nhà thờ Thánh Giacobbe ở Jerusalem. Thánh Judah Tadeo là sứ đồ bị lãng quên do tên của Ngài giống với Juda Iscariot. Thánh Juda đã rao giảng phúc âm ở nhiều nơi, Ngài được giáo hội Armenia tôn kính là tông đồ của người Armenia, chịu tử đạo vào khoảng năm 65 sau công nguyên tại Beirut, Liban Hai cốt của Ngài hiện đang được để ở vương cung thánh đường Thánh Phaero ở Roma. Thánh Simon Nhiệt Thành, Simon thường được miêu tả cùng với Judas Tadeo và một số người tin rằng hai, hai người đã cùng nhau giảng đạo như một cặp. Điều này một phần là do truyền thống cho biết cả hai ngài đều từ đạo ở Beirut trong cùng một năm. Một số di tích của Thánh Simon Nhiệt Thành được cho là nằm trong vương cung thánh đường Thánh Phaero ở Roma. Matthia sau khi đã được chọn làm tông đồ thay thế một truyền thống nói rằng Thánh Mattia đã thành lập một giáo hội ở Cappadocia và phục vụ cho các Kitô hữu trên bờ biển Cáp Caspi. Người ta tin rằng Ngài đã chết một cái chết vì đạo vì bị chặt đầu bằng rìu ở Cotis. Dưới tay nhiều người ngoại giáo ở đó, một số dị vật của Ngài được cho là đã được Thánh Helena mang đến Roma. Thánh Matthias tức là sau khi Judas Iscariot đã rời đi thì là Thánh phêrô mới có ý kiến là sẽ chọn một người để thay thế vào cái vị trí đó và người ta đã bầu ra Thánh Matthias. Chú thích, tại sao Thánh Matthias theo có hai tên trong Kinh Thánh? Người thu thuế nổi tiếng trở thành tông đồ có thể đã đổi tên riêng sau khi gặp Chúa Giêsu Kitô. Việc thay đổi tên có ý nghĩa quan trọng trong Kinh Thánh vì trong vì chúng thường báo hiểu một sứ mệnh mới từ Thiên Chúa, ví dụ Abraham, Abraham trở thành Abraham, Simon đổi tên thành Pharaoh. Thế thì ông Matthew tên ban đầu của ông là ông Levi. Sau khi đi theo Chúa thì ông đổi thành Matthew. Một nhân vật khác trong Kinh Thánh mà nhiều học giả tin rằng đã được đổi tên thành tông đồ Matthew. Trong Phúc âm Matthew người thu thuế được Chúa Giêsu Kitô kêu gọi trở thành tông đồ được đặt tên là Matthew, Matthew chương 9 câu 9. Tuy nhiên trong phúc âm của Thánh Marco người thu thuế đó có tên là Lê Levi, Marco chương 2 câu 14. Một số học giả tin rằng người thu thuế đơn giản có hai tên, một bằng tiếng Hy Lạp Matthew, một bằng tiếng Do Thái Levi. Điều này rất có thể xảy ra vì các học giả chỉ ra Simon Phêrô và Saulo Phaolô là những ví dụ tương tự không biểu thị sự thay đổi tên mà là sự tồn tại của hai tên ở hai ngôn ngữ khác nhau. Đồng thời các học giả tin rằng điều này có thể cho thấy một sự thay đổi tên. Trong Bách khoa toàn thư Công giáo có giải thích có thể là Matthias món quà của Jav và cái tên được Chúa Giêsu đặt cho người thu thuế khi Ngài gọi ông làm tông đồ và từ đó ông được biết đến trong các anh em Kitô hữu Levi là tên bắt đầu của ông trong thực tế cả hai lý thuyết đều có thể xảy ra điều chắc chắn là sau khi bỏ công việc thu thuế cộng đoàn Kitô giáo sơ Khai đã mãi mãi gọi ông với cái tên Matthew dù là trường hợp nào cả hai tên đều có khả năng truyền cảm hứng cho những suy niệm hình tượng như có thể thấy trong đoạn văn sau đây từ truyền thuyết vàng Golden Legend một văn bản phổ biến thời Trung Cổ cung cấp những ý nghĩa đầy tính sáng tạo cho tên các vị thánh. Matthew có hai tên Matthew và Levi. Matthew được hiểu là món quà hấp dẫn hoặc là người đưa ra lời khuyên hoặc tên đến từ Manus vĩ đại và The và Theo Chúa do đó có nghĩa là vĩ đại đối với Thiên Chúa hoặc từ Mamis bàn tay và Theo có nghĩa là bàn tay của Chúa. Thánh mắt theo là một món quà hấp dẫn bởi ý sự hoán cải nhanh chóng của ông, là người ban phát các lời khuyên răn chỉ khi rao giảng, là người tuyệt vời đối với Chúa nhờ sự hoàn hảo của cuộc sống phúc âm của mình. Lê Vi được hiểu là đưa lên hoặc đính kèm hoặc thêm vào hoặc đặt cùng vị thánh được cất lên từ công việc thuế má gắn bó với tông đồ đoàn được thêm vào nhóm các nhà truyền giáo được xếp vào danh mục các vị tử đạo trước đây ông có thể gọi là lê vi nhưng từ, kể từ khi ông gặp gỡ chúa giêsu thế giới đã biết ông với cái tên mặt theo hai tại sao thánh gia được gọi là gia hậu gia nhỏ hơn có vẻ lại khi gọi một vị thánh nào đó không phải là thánh lớn không có gì đáng ngạc nhiên khi ít người biết về vị thông đồ Jacob nhỏ hơn là người được mừng lễ cùng với thánh Philippe vào ngày 3 tháng 5 có nhiều người đàn ông trong tân ước có tên là Jacob và có hai vị được xác định ở trong nhóm 12 thông đồ cũng cùng tên Jacob có Jacob và em trai là Gioan và con trai của ông JBD đều là tông đồ và sau đó là Jacobe nhỏ hơn thì được gọi là con trai của An Phê. Cũng như anh em của Chúa, danh tính này khiến một số học giả cho rằng Jacobe là anh em họ gần gũi với Chúa Giêsu. Nhưng ngoài mối quan hệ đó, hầu như không có điều gì được đề cập về ông hoặc quá khứ của ông. Theo Bút Tê, theo Bút Lê, tên gọi nhỏ hơn được cho là bắt nguồn hoặc từ việc ông được gọi là tông đồ muộn hơn so với những người trước hoặc do so tầm vóc thấp bé hoặc bắt nguồn từ thời trẻ việc cơ bản tên gọi đó được dùng để phân biệt hai ông tông đồ có cùng tên jacob do sự khác biệt ban đầu này thánh jacob nhỏ thậm chí còn được xếp vào một vị trí kém hơn trong danh sách các thánh roman canon xếp thứ tự thấp hơn thánh Jacob tiền trong danh sách các tông đồ. Tuy nhiên vai trò của Jacob trong giáo hội sơ khai còn lâu mới kém hơn và các hoạt động của ông khá quan trọng. Một số học giả tin rằng thánh Jacob nhỏ hay là Jacob hậu là tác giả của thư thánh Jacob được tìm thấy trong Tân Ước. Đó là một bức thư ngắn tập trung vào sự kiên nhẫn trong lúc đau khổ và được biết đến rộng rãi nhất với những câu nói về đức tin và việc làm. Nhưng có vẻ sẽ nói nhưng có kẻ sẽ nói Anh, anh có đức tin Tôi, tôi có việc làm Hãy cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh Còn tôi, tôi sẽ lấy việc làm Mà là cho anh thấy đức tin của tôi Giacobbe chương 2 câu 18 Sau khi các tông đồ phân tán và rời khỏi Jerusalem Giacobbe hậu vẫn ở lại và trở thành giám mục đầu tiên trong thành phố Thánh Ông ở đó trong vài thập kỷ cho đến khi bị chính quyền do Thái ném đá đến chết vào năm 62 Công việc và máu của ông là tại các cơ sở của giáo hội ở Jerusalem. Đó là một trong những ngai tòa vĩ đại nhất trong giáo hội công giáo trong nhiều thế kỷ sau đó. Cuối cùng, trong khi Thánh Sa Cô Bê nhận được một danh hiệu nhỏ nhoi sau khi qua đời, điều đó nên nhắc nhở chúng ta rằng danh hiệu thực sự không quan trọng trong cuộc sống. Trong cuộc sống này hay đời sau, tất cả những gì quan trọng là làm theo ý muốn của Thiên Chúa và bước đi theo bước chân của Ngài giống như thánh doan tẩy giả thánh giacobe dạy chúng ta rằng chúng ta nên cố gắng nhỏ đi để thiên chúa có thể lớn lên trong cuộc sống của chúng ta à, phần giải thích thì cho chúng ta thấy là thánh bắt theo có hai tên là mắt theo và lê vi à, giacobe thì à, cũng có hai người trùng tên là giacobe trong danh sách máy tông đồ nên là một vị gọi là giacobe tiền là giacobe anh của ông do an và giacobe hậu là giacobe được gọi sau này là người anh em họ với Chúa giêsu. À, trong danh sách 12 tông đồ hình như là có tới ba cặp trùng tên này à, Simon thì gọi Simon Phêrô và Simon nhiệt thành à, rồi Jacobe, Jacobe tiền Jacobe hậu và Juda là Juda Iscariot phản bội và Juda Tadeo là thông đồ của Chúa con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn